Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với B, 19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 17 tháng 8, Cơ quan Điều tra Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm về việc bé trai khoảng 3 tháng tuổi, chưa đăng ký khai sinh là con của L, 15 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chết chưa rõ nguyên nhân vào ngày 15 tháng 8 năm 2023. Đến công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền do nghi vấn có dấu hiệu phạm tội giết người. Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 5 năm 2023, chị L quen biết và nảy sinh tình cảm với B và về sống chung tại nhà của B ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo lời khai ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 8, L và B cãi nhau tại phòng ngủ thì cháu bé khóc lớn. B bế cháu để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, B đánh vào trán rồi bóp mạnh vào đầu của cháu bé. Một lúc sau, cháu bé nằm bất động nên cả hai chở đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu thì bác sĩ thông báo cháu bé đã tử vong, nên L làm thủ tục và đưa cháu về nhà an táng.